Mình vừa tìm được một video trên mạng xã hội với tiêu đề tiếng Anh. Tạm dịch là so sánh đi du lịch giữa Trung Quốc và Việt Nam. Video sau khi được đăng tải thu hút gần 400.000 lượt xem và trên 3.000 bình luận. Đa số dân mạng nước ngoài thích du lịch và có ấn tượng với người Việt Nam hơn người Trung Quốc. Họ cho rằng người Trung Quốc thường có thái độ khó chịu, thô lỗ với khách du lịch. Trong khi đó người Việt Nam luôn dễ gần, thân thiện. Sau đây mình xin tạm dịch lại dân mạng thế giới bình luận gì cho các bạn cùng nghe. Một, tôi đã đến thăm Trung Quốc và Việt Nam một tháng trước. Tôi đồng ý với bạn 100%. Tôi rất thoải mái khi ở Việt Nam so với Trung Quốc. Việt Nam đã làm tôi ngạc nhiên bởi lòng tốt của người dân và chào đón họ với những người lạ và khách du lịch. Hai, tôi đã có một thời gian tuyệt vời ở Việt Nam. Anh chàng nhập cư mặc đồng phục làm tôi sợ khi tôi hạ cánh. Bên cạnh đó tôi đã có một thời gian tuyệt vời. Mọi người rất thân thiện. Một người tôi gặp trên Facebook đã gặp chúng tôi để cho chúng tôi xem xung quanh trong vài ngày. Siêu thân thiện. Thức ăn rẻ. Chúng tôi thậm chí đã có một tài xế taxi đón chúng tôi dưới trời mưa và chở chúng tôi đi khoảng 1 km và nói rằng quá ngắn để lấy tiền của chúng tôi. Chúng tôi khăng khăng vì chúng tôi biết chàng trai trẻ này sẽ tự trả tiền đó là một cử chỉ siêu đẹp rất khuyến khích một vài tuần ở đó ba sống ở việt nam đã mang lại cho tôi nhiều niềm vui đó là một đất nước có nhiều tối ưu hóa là một cựu chiến binh việt nam tôi nhận thấy mọi người không chỉ tha thứ mà còn lãng quên họ không giữ mối hận thù ngay cả trong xung đột giao thông người dân của nó mang đến bàn tài sản lớn nhất của tất cả tư cách con người của họ ở đây bạn có thể dễ dàng bắt gặp những con người tôn trọng lẫn nhau kính trọng người lớn tuổi gia đình và đất nước họ có lòng trắc ẩn đối với những người nghèo trong biên giới của họ và rất biết ơn nếu họ biết rằng bạn muốn giúp đỡ họ họ là những người yêu nước họ ủng hộ và ca ngợi đất nước của họ tương lai của nó là nhiều mặt gần đây nhất đảng cộng sản trung quốc đã bất hòa với tổng thống trung vì virus trung quốc đã tung ra toàn cầu DCST quy hiện đang ở trong tầm ngắm của Trung và hứng chịu khủng hoảng khi nhiều doanh nghiệp rời khỏi Trung Quốc Trung Quốc mất vai trò dẫn đầu trong công nghệ D5 Huawei bị rút lui vào đống muốn bị đánh bại một đai một lưng đang trở thành một con đường chết kết thúc hoặc ít nhất là một đường vòng không gây chiến với Trung và Việt Nam đang gặt hái những lợi ích to lớn về mặt thể chế của doanh nghiệp nước ngoài đây là một phát súng hy vọng và tiến bộ cho dân tộc Việt Nam Họ nhìn thấy một tương lai tươi sáng hơn. Về mặt y tế, chúng ta phải ghi công lớn cho chính phủ Việt Nam trong cuộc chiến chống lại COVID-19. Họ đã không tiếc bất cứ thứ gì để đối phó với kẻ thù vô hình này. Những người nước ngoài ở đây đánh giá cao chiến thắng của họ và người nước ngoài cảm thấy thoải mái an toàn khi bị phong tỏa ở Việt Nam thay vì ở quê nhà. Một lần nữa người Việt Nam được sinh ra từ một nền văn hóa tuyệt vời hướng về gia đình mạnh mẽ và họ tìm thấy sự tự do và tự do của mình trong đó. 4. Tôi chưa bao giờ đến Trung Quốc nhưng tôi đã đến Việt Nam và đó là một trong những nơi tuyệt vời nhất mà tôi từng đến. Một đất nước xinh đẹp đầy những người đẹp. Nghiêm trọng. Tôi là người Canada nên tôi có ngoại hình và âm thanh giống người Mỹ và mọi người vô cùng tốt bụng và thân thiện với tôi. Vâng, có rất nhiều người muốn tiền của bạn nhưng cũng có rất nhiều người rất hào phóng và sẽ chia sẻ mọi thứ với bạn mà không mong nhận lại điều gì. Tôi thấy buồn cười là giờ đây Winston rất thích đồ ăn ở đó vì tôi đặc biệt nhớ đã xem một video có anh ấy và Camille khi họ nói rằng họ không thích đồ ăn Việt Nam và thấy nó chỉ là những bữa súp nhạt nhẽo. Điều mà tôi thấy thực sự ngạc nhiên vì tôi rất yêu đồ ăn Việt Nam và giống như các bạn không biết mình đang thiếu gì. Một điều tôi nhận thấy về Việt Nam, vâng, có rất nhiều người nghèo với rất ít nhưng họ vẫn rất hạnh phúc trở lại canada người ta có tất cả những gì họ muốn và họ vẫn đau khổ và phàn nàn về mọi thứ loại làm cho bạn suy nghĩ năm tôi hoàn toàn đồng ý với bạn khi tôi ở trung quốc tôi thấy rằng người trung quốc không thực sự cười với người nước ngoài họ nhìn bạn với vẻ nghi ngờ tôi cảm thấy như mình không được tiếp nhận tốt tôi lo lắng về việc bị lừa đảo tôi lo lắng về chính phủ trung quốc theo dõi tôi và các hoạt động trên mạng của tôi có những lúc tôi lo lắng cho sự an toàn của mình như ở việt nam mọi người mỉm cười họ chào đón bạn như một người nước ngoài tôi cảm thấy an toàn trên mạng cảm thấy thoải mái như không bị theo dõi thức ăn là giá rẻ không có cảm giác như mình sắp bị lừa đảo bầu không khí thoải mái hơn nhìn chung trải nghiệm của tôi ở việt nam tốt hơn ở trung quốc 6. Việt Nam cũng là một trong những nơi yêu thích nhất của tôi. Lưu ý rằng anh chàng ở phía sau đã cố gắng không làm hỏng video của bạn như thế nào. Người Việt Nam, hầu hết, rất chân thành và lịch sự. Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ gặp những người ấm áp và cởi mở như vậy. Đoạn này trong video, khi đó có một người đàn ông Việt Nam đi ngang qua. Và như thường lệ anh ta, người Việt Nam, đã đi không người xuống. Bảy, tôi yêu Việt Nam và không thể chờ đợi để trở lại. Bạn đã đề cập đến việc mọi người chào đón và chấp nhận như thế nào, tôi không thể đồng ý hơn nữa. Tuy nhiên ở vùng núi tỉnh Hà Giang phía Bắc, tôi từng bị mấy ông già nhìn chầm chầm cho đến khi nhận ra mật khẩu thần kỳ, không phải người Mỹ, tôi đến từ Úc, I'm not American, y tôi đến từ Úc. Những nụ cười tức thì và vòng tay rộng mở. Trong cùng một khu vực bạn vẫn có thể nhìn thấy kim loại xoắn và vết vỏ đạn trên các cây cầu, di sản của cuộc xâm lược của Trung Quốc vào năm 1979. 8 là một cư dân của Trung Quốc và đã có nhiều thời gian ở Việt Nam trước đây, tôi nghĩ rằng mô tả của bạn là hoàn hảo. Video hay. Ngoài bánh mì, cà phê Việt Nam đen không sữa đặc cũng rất tuyệt. Bạn không thể có được điều đó ở Trung Quốc và ở Hoa Kỳ rất khó tìm thấy sự pha trộn Việt Nam là một viên ngọc ẩn. Chính tôi là một người Mỹ da trắng sống ở Thái Lan và kết hôn với một người Thái Lan. Tôi đã ở đây 6 năm. Tôi đến thăm Việt Nam một lần một năm. Tôi 20 tuổi khi tôi bắt đầu 30 tháng trong quân ngũ trong chiến tranh. Bây giờ đi đâu tôi cũng có những người bạn Việt Nam, những cựu chiến binh chống Mỹ, và đi đâu tôi cũng được chào đón. Nó làm tôi nhớ đến miền Nam Việt Nam nhiều năm trước chỉ là người bình thường trên đường phố yêu tôi và thức ăn tôi yêu đồ ăn thái tôi có một nhà hàng việt nam rất lớn cách nhà không xa và thường xuyên đến đó hoặc nhận hàng về và đôi khi đặt giao hàng tận nơi tôi chưa bao giờ có một trải nghiệm tiêu cực nào ở việt nam hoặc thái lan về vấn đề đó thật khó chịu rất khó chịu tôi sẽ không bao giờ đến trung quốc nữa các bạn được chào đón dừng lại ở đây và thậm chí ở lại một chút trong nơi ở khiêm tốn của tôi. Một trong số các bạn sẽ ngủ trên giường sofa của tôi. BTV Đức, tôi nghĩ một số người Trung Quốc thật tuyệt vời, nhưng ngành du lịch có một đội ngũ người Trung Quốc rất lớn. Và ôi chúa ơi, họ là những người thô lỗ nhất, ồn ào nhất, tự đề cao nhất trong đám đông mà tôi từng thấy. Và khạc nhổ. Chúa ơi, họ thích khạc nhổ. Nhổ khắp nơi và nó không thành vấn đề. Tôi đã từng nhìn thấy một nhóm tại một điểm du lịch đại Phật. Họ hét to với nhau đến nỗi bạn không thể nói chuyện được. Sau đó, tôi nhận thấy việc hạt nhổ ngay trên lối đi vào đền thờ. 10, tôi biết bạn cảm thấy thế nào về sự thân thiện của người Việt Nam. Tôi đã ở đó hai lần. Lần đầu tiên vào năm 1993, chúng tôi thậm chí còn chưa có một đại sứ quán hoặc văn phòng lãnh sự quán ở đó dì của vợ tôi đã sắp xếp chuyến đi đến đó. Là người Mỹ, tôi không chắc mình sẽ được đón tiếp như thế nào. Và như bạn đã nói, tôi được đối xử rất tốt ở đó, và tôi thích sự đón tiếp nồng hậu ở đó. Chúng tôi đã quay trở lại vào năm 2018 và lúc đó người Mỹ đã quay lại được một thời gian. Và việc tiếp nhận là như nhau. Sẽ mong được quay lại lần nữa. 11. Theo kinh nghiệm của tôi ở cả hai quốc gia, như anh ấy nói, Trung Quốc phát triển vượt bậc và có chất lượng cuộc sống tốt hơn so với Việt Nam, các tòa nhà và tòa nhà chọc trời ở Trung Quốc cực kỳ đẹp, đường phố cũng rất sạch sẽ. Mặc dù tôi thích hơn vì Việt Nam là một quốc gia rất thân thiện và không có lừa đảo như ở Trung Quốc, khi tôi ở Việt Nam, tôi thường giao tiếp bằng tiếng Anh thoải mái hơn ở Trung Quốc. Yêu và tôn trọng Việt Nam. 12, chúc mừng kênh của bạn ngày càng phát triển mạnh mẽ tôi có thể đồng ý rõ ràng rằng việt nam là một phần của làn sóng mới của các nền kinh tế sắp tới điều này thật tuyệt vời và cũng do trung quốc là đối tác thương mại lớn nhất của họ cho đến nay tôi phải không đồng ý về chủ nghĩa bi quan ở trung quốc vì nhiều nơi vẫn đang trên đà phát triển và các công ty ngày càng có nhiều ảnh hưởng quốc tế hơn một cuộc khảo sát gần đây đã xếp hạng trung quốc là quốc gia lạc quan nhất mặc dù điều đó phải khó xác định và xác thực rất rõ ràng 13, đã đi nghỉ ở Việt Nam vài năm trước. Đồng ý rằng mọi người rất thân thiện và tốt bụng. Về mặt môi trường, nó ít bị ô nhiễm hơn và các bãi biển ở Nha Trang thuộc hàng tốt nhất. Mọi người có những cảm xúc lẫn lộn đối với Trung Quốc. Tôi vẫn còn nhớ một số người trong số họ đã nghe nói chúng tôi đến từ Trung Quốc. Nét mặt của họ trở nên cao có. Đất nước có rất nhiều tiềm năng. 14. Tôi mới chỉ đến Việt Nam và Trung Quốc một lần. Tôi sẽ nói, điều này thực sự đúng với tôi. Tôi đã có rất nhiều niềm vui ở thành phố Hồ Chí Minh. Mọi người rất thân thiện, cà phê trùng rất ngon, giá cả phải chăng và tôi không thấy béo phì. Tôi muốn trở về Việt Nam. 15. Tôi đã đến cả hai nước rất nhiều. Sự khác biệt lớn là Việt Nam là một quốc gia vui vẻ trong khi Trung Quốc thì không. Việt Nam có nhiều tự do cá nhân hơn phương Tây. Là một người phương Tây, nếu bạn hỏi tôi sau khi sinh sống, cũng như tôi đã ở Việt Nam 32 năm, điều gì tuyệt vời nhất ở Việt Nam, tôi sẽ nói là sự hài hòa và cân bằng giữa hai giới tính. Không có sự phân biệt đối xử hoặc chủ nghĩa nữ quyền điên cuồng. Cả nam và nữ đều có quyền và cơ hội bình đẳng và hạnh phúc sống cuộc sống của họ. Công giáo và hạn chế nhỏ không can thiệp vào bất cứ ai không giống như phương tây bên cạnh những bình luận khen việt nam thì có những bạn nước ngoài cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế mà du lịch việt nam cần phải làm như chất lượng phục vụ vấn đề ô nhiễm đường nhiều rác và bụi bẩn trình độ tiếng anh cần được cải thiện vấn đề chèo kéo khách du lịch kính thưa các bạn và còn rất nhiều các bình luận khác của cư dân mạng thế giới tuy nhiên mình chỉ xin dịch lại những bình luận tiêu biểu để các bạn tham khảo cảm ơn các bạn đã lắng nghe và xem hết video nếu thấy hay thì đừng quên bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé